Xin chào các anh em yêu âm nhạc và đam mê ca hát trên mọi miền Tổ quốc. Vâng, trước mặt các anh em là một cấu hình karaoke mà điện tử tắm hoa test lên để gửi cho bác Thủy ở thành phố Vinh. Một cấu hình karaoke là xin giới thiệu với tất cả các anh em là bác Thủy lấy một cục đẩy công suất CA6 chạy 16 đèn với cục đẩy công suất thiết kế trông rất bắt mắt, dày và chạy cực mát. Và thứ hai là bác chọn một chiếc lọc eo quay của hãng DBX có mã số là 231. Thứ ba là bác chọn một chiếc vang bán cơ của hãng DBX có mã số DPS228P. Và thứ tư cuối cùng là bác chọn một cặp mic không dây Palamax Pro 8000. Thưa các anh em là bác Thủy là bác đã sắm loa rồi, và trước là bác chạy một con âm ly cho nên là bác thấy cảm thấy nó không được hay cho lắm. Những chiếc âm ly bác mua chỉ có hơn 2 triệu mà thôi. Thì bây giờ bác đã điện cho điện tử tắm hoa và bác yêu cầu là điện tử tắm hoa test lên cho bác một cấu hình gồm một cục đẩy công suất và một chiếc vang và một chiếc lọc và một cặp mic không dây Palamax. Và hôm nay điện tử tắm hoa test lên cũng là để gửi cho bác Thủy và cũng giới thiệu cùng các anh em. Vâng, cục đẩy công suất này bác Thủy có thể ghép được với hai cặp loa. Vâng, với cục đẩy công suất này bác có thể đánh với hai cặp loa để rất khỏe, chạy miệt mài, cực kỳ mát với cục đẩy công suất này. Và với chiếc lọc eo quay của hãng DBX này thì tất cả các anh em chắc là cũng nghe đến rất là nhiều trên thị trường hiện nay của bất cứ hãng của DBX thì rất được nhiều sự mến mộ của khán giả, các anh em hâm mộ âm thanh và karaoke. Với chiếc lọc DBX này bác chọn thì lọc lên nhạc thì phải nói là cực kỳ tách bạch và lọc được mọi các tạp âm và đưa ra như loa những chất âm phải nói là tí tách và dí tách nhỏ nhất. Và thứ ba là một chiếc vang bán cực của hãng DBX. Thì chiếc vang này thì bác Thủy đã lựa chọn hãng DBX. Thì nói về chiếc vang DBX thì dù nó là hàng bán cơ nhưng nó cũng có hệ thống chống rú rít của micro cũng rất chi là tốt. Bác thoải mái ca hát mà không phải lo nghĩ gì đến rú rít của micro. Và cũng có anh em hỏi đến là hãng DBX này thì những chiếc lọc eo quay 2231 thì nó có chất hơn là 2310 không? Thì thưa các anh em là chiếc lọc 2231 thì nó chức năng của nó với những cân chỉnh của nó rất là nhiều thì nó đắt tiền hơn, thì nó cũng rất nhiều, nó phải hơn rồi. Và với chiếc vang bán cơ này thì bác Thủy đã lựa chọn cho chất âm và vang
rất echo của chiếc vàng ban cơ rất chi là hay. Và điện tử táo hoa thì mình thật mà nói là cũng cực kỳ là đam mê âm thanh và ca hát, thì cũng hát với dòng vang DBX rất nhiều và cho chất âm rất là hay. Và cuối cùng là một cặp Tiktik Palmax Pro 8000 thì bác đã lựa chọn với cặp mic không dây Pro 8000 Palmax này, thì với siêu bác Quỷ là mic Palmax thì thường là bao giờ cũng có một mỗi mic là có một cặp đôi pin theo của mic, thì là những pin của mic Palmax thì bác dùng có thể được 4 đến 5 năm đấy. Mỗi khi bác làm, bác hát xong là bác cắm vào khay lạc thì là làm đầy bác lại hát. Pin của Palmax là cực bình kỳ bền. Và sau đây mình sẽ thử test phần nhạc với bộ cục đẩy công suất tất cả các anh em và bác Thủy cảm ơn. Các anh em trên mọi miền tổ quốc có nhu cầu sắm cho gia đình mình một bộ karaoke đẳng cấp chất lượng, hãy tin tưởng điện tử Táo Hoa. Điện tử Táo Hoa chuyên cung cấp những cái hàng mà gửi đi đến cho các anh em đều phải là hàng chất lượng chuẩn 100%, chứ không có hàng giả hàng nhái. Điện tử Táo Hoa lấy uy tín làm đầu thì xin các anh em hãy tin tưởng điện tử Táo Hoa. Cái gì là hàng bãi thì điện tử Táo Hoa là nói là hàng bãi, còn cái gì hàng của hàng ngoài luôn thì điện tử Táo Hoa cũng nói luôn là hàng ngoài luôn. Và số liên lạc của điện tử Táo Hoa là 0918249265 và 0974637646. Các anh em xem clip của điện tử Táo Hoa xin hãy nhớ là đăng ký kênh, bấm đăng ký kênh để cùng đồng hành với điện tử Táo Hoa. Và sau đây test phần nhạc.
phần mic. Tiếng cực kỳ hay luôn. Tiếng echo rất ngọt. 1 1 1 1 1 2 2 3 3 6 7 2 2 6 7 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
cả các anh em và xin hẹn gặp lại. Xin chào.